yêu nữa cả. Yeah. Câu số 32 này con. Mary had dog before you plant trees yesterday afternoon. Câu này nó sai chỗ nào đi con hả? Lucky. Mary. She đi học câu số 32. Plant có V2 không con? Plant sao con? Plant nó không có V2 con. Sao đi nha kỳ nha. Mary câu B thì dập hay không? Mình có cái từ D yeah, D. Mình có cái từ dập. Dập là đào con. V1, V2, V3 của nó đó. Đào yeah. Có nghĩa là Mary đã đào yeah. Đào đất đó. Tới đất đào đất lên trước khi mà cô ta trồng cây vào ngày hôm qua, vào chiều ngày hôm qua yeah. Rồi vậy thì á con có nhắc thì cô nha, hai hành động xảy ra trong quá khứ nè, hai hành động yeah. À, hành động xảy ra trong quá khứ, hai hành động đó được nói với nhau là gì con? Được nói với nhau đúng rồi bằng before nha, before hoặc là by the time. By the time có thấy là cái từ before này nó sẽ đồng nghĩa với lại by the time thì nó có nghĩa là trước khi nha. Rồi before, by the time hoặc là after nha, after đó thì hành động diễn ra trước, diễn ra trước. Con dùng thì gì đây Gia Kỳ nhở? Dạ quá khứ hoàn thành. Thank you. Quá khứ hoàn thành con thích là gì đây Gia Kỳ? Dạ quá khứ hoàn thành công thức là gì đây con? Dạ S cộng theo cộng V3 đi. Sure sure quá khứ nha, quá khứ hoàn thành nha. S cộng hết em đọc lộn chưa? Hết con, hết V3 đi ha. Rồi ok, hành động diễn ra trước nè thì con dùng quá khứ hoàn thành, còn hành động diễn ra sau dùng quá khứ đơn. Thank you. Hành động diễn ra sau dùng quá khứ đơn. Rồi à, cô nhìn đi nha, à, cô nhắc lại cho bạn Bảo luôn nha, đã mới vào nha. À, thì con thấy là trong trong gọi là trong quá khứ đó, thì nếu mà hai hành động đó nó xảy ra trong quá khứ nè, và hai hành động đó được nói với nhau bằng before hoặc là by the time hoặc là after đó con. Before là trước nè, by the time nó cũng có nghĩa là trước luôn, after thì là sau đúng không? Thì hai hành động đó được nói với nhau bằng before, by the time hoặc là after thì hành động diễn ra trước, con dùng thì quá khứ hoàn thành nha. Hành động diễn ra trước con dùng thì quá khứ hoàn thành, còn hành động diễn ra sau nha thì con sẽ dùng quá khứ đơn. Quá khứ đơn là V mấy nha Gia Kỳ, nhắc lại giùm con quá khứ đơn. Dạ là V2 đi. Vậy thì con nhìn vô câu này nha. Mary là Mary hết giờ là hết rồi con, hết cộng với V3 đi nè, V3 đi là giờ là đào nè, có là Mary đã đào đào đất xới đất nha. Trước khi mà cô ta trồng cây vào ngày hôm qua, vậy thì hai hai cái hành động đó, hành động là diễn ra trước giờ như vậy nhá, nó được nói với nhau bằng before, là con nhớ ngay tới cái cấu trúc là before after này đó. Dạ là hành động mà đào đào đất xới đất nó diễn ra trước đúng không, thì cái hành động này cô dùng là hết bye bye đi đúng không nha kỳ? Ok dạ, đúng rồi. Rồi còn hành động diễn ra sau cái hành động trồng cây nha, trồng cây làm diễn ra sau dùng quá khứ đơn là bye bye đi. Cho nên là cái từ plant này nó sai, thì con sửa lại thành cái gì đây nha kia nè. Em ở đây con. Ơi planted đúng rồi con. Nhớ nha, nhớ này con nha. Hỏi cô là nó có V2 không? Cô nói là không có, em tưởng là không có, ở đây là nó giữ nguyên. À, nó không có V2 con thì nó thêm đi. Những cái động từ mà nó không có V2 thì con sẽ thêm đi vào. Nha. Rồi. Rồi. Được không nha kia? Ừ. Được. Rồi, that's good. Ừ. Câu số 33. I had help wonderful love before you appear in my life. À, ở đây nó có before nữa nè Bảo nha. Nãy giờ Bảo hiểu cái công thức, gọi là hiểu cái công thức mà cô ghi đúng không? Thì nếu mà con hiểu công thức cô ghi thì con sẽ làm được câu số 33. Tao thử làm câu số 33 nha. Tôi có một cái tình yêu tuyệt vời trước khi mà bạn xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Kiểu như em ha, em anh chứ
Bảo nói với bạn gái bây giờ nói là bảo nói là anh trước đây anh đã từng có một tình yêu tuyệt vời trước khi mà em xuất hiện chấp nhận mấy ngày luôn á. Rồi vậy là con sẽ chọn con nào đi bảo ha, nếu còn có con hiểu nãy giờ cái công thức cô giảng ở trên. Tụi con kiểm tra giữa kỳ là có cái này nha, có quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn nha. À, kỹ nha. Cậu ơi, nó sai chỗ nào đi con? Giờ từ từ A, B, C, O, D. Nó có before này, con cũng gửi là nó giống như ở trên. Nó có before thì cái hành động con, hai cái hành động nó xảy ra trong quá khứ nè. Nó được nói với nhau mình before, after, by the time. Thì hành động diễn ra trước con sẽ dùng từ quá khứ hoàn thành. Còn hành động diễn ra sau thì con sẽ dùng quá khứ đơn nha. với câu C. ABC hả? À, gọi là tôi có một cái tình yêu tuyệt vời, wonderful love, một tình yêu tuyệt vời. Bạn xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Vậy thì cái hành động là diễn ra trước không? Before là trước nè. Vậy thì tôi có một cái tình yêu tuyệt vời trước khi mà bạn xuất hiện trong cuộc đời của tôi nha. Vậy thì cái việc nào diễn ra trước không? Yeah. Wonderful chứ. Đúng rồi, có một cái tình yêu tuyệt vời diễn ra trước không nha. Thì cái việc đó, cái việc mà có tình yêu tuyệt vời đó nó sẽ chia thì gì để bảo hả? Hành động diễn ra trước, Như là quá khứ hoàn thành. quá khứ hoàn thành. Đúng rồi, quá khứ hoàn thành, công thức là have be đi đúng không con? Thì là tôi có nè, thì have nó có rồi, cái từ help này nó đã là be đi chưa bảo hả? Help mình sẽ có là help rồi con, help hoặc là has, nó là v V1 ha. V2 của nó sẽ là hết. V3 của nó sẽ là hết luôn cả. Đó. Vậy thì ở đây nè, nói chung là thì quá khứ hoàn thành đó, con sẽ chỉ là hết V3 đi. Nhưng mà ở đây nó chỉ là gì thôi? Nó chỉ là hết cộng với V1 thôi, thì nó sai ngay chỗ này hay bảo hết. Con hiểu không? Hả? Con hiểu không bảo? Chưa Nói hiểu chung lắm. là hả, cái gì con Dạ chưa hiểu lắm. hiểu lắm. Rồi bây giờ nè, rồi bây giờ nha, tôi có một cái tình yêu tuyệt vời trước khi mà bạn xuất hiện trong cuộc đời của tôi đúng không? Vậy thì con nói với cô là có một cái tình yêu tuyệt vời nó diễn ra trước, xong rồi bạn mới xuất hiện đúng không? Thì hồi nãy là theo cái công thức của cô ghi là nó có before nè, đây là một cái dấu hiệu nè, đây. Thì con sẽ áp dụng công thức này, thì cái hành động diễn ra trước là có tình yêu tuyệt vời đó, con sẽ chia thì quá khứ hoàn thành, mà quá khứ hoàn thành nó sẽ là có hết cộng với lại V3 đi. Thì đây nè, thì có một cái tình yêu tuyệt vời thì ngay cái chỗ này nè, thì con sẽ chia thì quá khứ hoàn thành đúng không bạn? Bởi vì có tình yêu tuyệt vời trước nha, mà là hết nó có rồi, nó có hết V3 đi rồi nè, nó có hết rồi, nhưng mà về tại vì phía sau hết nó phải là V3 đi nữa. Mà ở đây nó là health thì nó chưa phải là V3 đi, mà nó chỉ là V vậy thôi con, nó chỉ là V1 thôi. Vậy thì ngay chỗ này là con phải chuyển nó về V3 là hết đúng không? Vậy là con sẽ chuyển thành là hết hết luôn. Nói chung là hết hết thì nó không có gì sai nha bảo ha, tại vì cái từ hết đầu tiên nó là trong công thức, còn hết cái từ hết số 2 đó thì nó là cái từ health, thì là con chuyển sang V3 của nó. Nói chung là ngay chỗ này con sẽ chia quá khứ hoàn thành, tại vì cái việc đó nó diễn ra trước được không nào? Thì được. Rồi xong rồi cái chia quá khứ hoàn thành thì nó phải theo cái công thức là hết V3 đi, mà cái từ help này nó chưa phải là V3 đi, con phải chuyển sang V3 đi của nó là hết nha. Rồi vậy là câu này help nó sai, cô chuyển thành hết. Cô hiểu câu này chưa bảo ơi? Dạ được. Ok, that's good. Rồi mấy bạn hiểu câu này nha. Nói chung là con khi mà con chép bài lại á, thì con chép kỹ cái công thức gì con, tại chắc chắn là nó sẽ cho cái công thức này luôn, nó sẽ cho quá khứ đơn với lại quá khứ hoàn thành nha. Hành động diễn ra, hai hành động diễn ra trong quá khứ được nói với nhau bằng before, after hoặc là by the time. Thì hành động diễn ra trước con dùng từ quá khứ hoàn thành là hết V3 đi, còn hành động diễn ra sau thì con sẽ dùng quá khứ đơn là V2 đi nha. Câu số 34, 34 của mời bạn, của mời bạn Oanh. Cái dạng này là dạng gì đây con? Ask nè, nó có cái từ ask.
Rồi. Join Nancy Lee. Ask me if would I like to have dinner with her. Cái là join Nancy Lee này. Ask này nó có nghĩa là gì đây anh hả? Ask. Dạ hỏi. Ủa nói chứ. Hỏi hoặc ask là hỏi nha. Vậy là cho Nancy Lee này hỏi tôi là đây thì con nhìn cái từ ask này đúng không? Thì con phải nhớ ngay tới cái dạng gì hôm trước mình làm quá trời đó. Dạ, câu hỏi tường thuật. À, câu tường thuật đúng không con? Câu tường thuật. Mà đây là tường thuật dạng gì con? Gì mà nó có if nè, dạng nào mà nó có if? Tường thuật là dạng câu gì mà nó có if hoặc là whether đó con? Yes, no. Đúng rồi, very good. Rồi, bây giờ con nhắc lại câu câu tường thuật dạng yes, no này con ha. Câu tường thuật dạng câu hỏi ha, câu hỏi yes, no. Anh nhớ không? Dạ, chủ từ 1 cộng very good. Very good. Từ cộng if, whether cộng chủ từ 2 cộng v lùi thị. Very good. Rồi, whether, if hoặc là whether cộng với chủ từ số 2 ha, có chiếc bài ha. Rồi. Cộng từ lùi thì. Rồi. Ok, that's good. Rồi, con nhìn đây nha. Vậy thì con biết là nó sai chỗ nào rồi đó. Nếu mà con được công thức thì con biết nó sẽ sai chỗ nào. Chủ từ thứ nhất, ask, tức từ ai đó, hỏi ai đó, liệu là ai đó có gì thế nào hay không? Join Nancy Lee là chủ từ thứ nhất không? Xong rồi tới ask đúng không? Tức từ của mình sẽ là gì đi? Tức từ của mình sẽ là me ha. Giờ tới if là không? If hoặc là whether. Xong rồi tới chủ từ số 2. Rồi xong rồi tới động từ lùi thì. Vậy thì con biết thì nó sẽ sai con nào vậy? Cô C. Cô C. Ủa? Sao sẽ cô C không? Nè, ở đây nha. Ở đây nó có if rồi nè. If. Đúng không? Cho nên nó có if nè. Xong rồi phía sau if hoặc là whether đó con. Mà trong trường hợp này là sau if. Thì nó là chủ từ. Nó là chủ từ. Đúng rồi. Nó là chủ từ số 2 con. Mà ở đây sau if nó là gì? Nó là would. Nó là động từ mất rồi. Cho nên là nó sai. Nha. Là con phải chuyển I sang trước would. Được không anh? Tại vì sao if là con? Sao if nó là chủ từ. Mà chủ từ đó đâu phải là would. Chủ từ là ai. Cho nên là nó sai ngay chỗ này nha. Rồi cho nên là con sẽ sửa thành là con sửa lại thành như thế nào đi anh? If gì đi con? If I would like. If I would like nha. Rồi mấy bạn thấy là thuộc công thức thì làm được nha. Đúng không? Thế đâu có gì đâu, nó khó đúng không? Được đâu. Kiểu cho nên là xong cái file này cô gửi nha, cô gửi cái file này lên xong rồi chép công thức kỹ nha. Nói chung là trong một cái file này thì nó đầy đủ mấy cái công thức mà gần đủ những cái công thức mà con học từ trước tới giờ đã, về 1, 2, 3 luôn. Vậy là cô sẽ chọn cô B nha, là con nhớ là phía sau if hoặc là whether thì nó phải là chủ từ thôi ha. Nó phải là chủ từ mới được. Câu số 35. Rồi. Câu số 35 cô mời bạn Leslie. Cũng video chị ta, cũng video vô luôn hả? Rồi, đi thôi cô mời bạn mời bạn Nhung. The minister was obliged to report at least once every 6 months. The minister chọn từ closest là chọn từ như thế nào vậy anh Nhung hả? Chọn từ đồng nghĩa là trái nghĩa không? Closest. Dạ là đồng nghĩa. Đồng nghĩa đúng không? Còn gần nghĩa nhất ha. The minister was obliged to report at least once every 6 months. Bộ trưởng nha. Minister là bộ trưởng. Rồi. Con cho cô Nhung này, con cho cô biết cái cụm từ là be applied to là gì đây con? Nó đi nguyên cụm như thế này. Con yên tâm đi con học. Những cái gì mà cô giảng hôm qua tới giờ học tất cả cái công thức đó thì cô đảm bảo sẽ trên 5 nha. Nói chung là chắc chắn sẽ trên 5. Còn nếu mà con giống như là con hiểu luôn những công thức đó áp dụng như những cái trường hợp khác luôn á và làm đúng bài đọc luôn á thì điểm nó cao hơn nha. Rồi, tại
tại vì cái phần này cô soạn là nó rất là bám sát vô sách, vô cái chương trình tụi ta học đó. Be applied to là gì đấy? Nhung nhớ không? Cái này là học ở bài 1. Dạ không. Các bạn nào nhớ không? Be applied to. Đã kỳ nhớ không? Dạ bắt buộc. Very good. Là bị hay không? Là bị bắt buộc mà. Đây là cấu trúc bị động. Bị bắt buộc. Bộ trưởng nha ha, bị giống như là bị bắt buộc, bị yêu cầu phải là report, để phải mà báo cáo ít nhất là once every 6 months, là 6 tháng một lần. Rồi, vậy thì nếu mà là bị bắt buộc đó con, bị yêu cầu, bị bắt buộc, vậy thì mình sẽ chọn câu nào đây con? Câu nào thì nó có nghĩa là bị bắt buộc. Buộc là câu nào đây con ha? Dạ câu D. Đúng rồi, chính xác. Very good. Còn có cái từ compulsory ha. Compulsory thì nó có nghĩa là bắt buộc con ha. À, thì cô thấy nè, hồi nãy cô có nói bạn Diễm á, cô có nói bạn Diễm là sau tính từ là động từ gì vậy? Diễm ơi, cô nhắc lại giùm cô nhỉ. Sau tính từ là động từ gì đây con? Diễm ơi. Hello. Sau tính từ là động từ gì đây con? Nhớ không Diễm? Nhớ. Rồi, sau tính từ là động từ thêm to con. Nhớ nhà lần này chắc chắn tôi nhớ ha. Rồi, sau tính từ là động từ thêm to. Mà con thấy cái từ compulsory nó là tính từ, nó là bắt buộc nha. Thì sau nó sẽ là gì đây con? Là to report. Thì con thấy nó hợp lý chưa? Nha. Có nghĩa là người bộ trưởng này là was compulsory là bị bắt buộc, phải là report nha. Phải báo cáo gì đó, ít nhất là 6 tháng một lần. À. Vậy là con sẽ chọn câu D nha. Câu số 36. Cô mời bạn Saki. He sacrificed a promising career to look after his handicapped daughter. Còn mời con hỏi cô câu này đúng không? Cái từ career, career là cái sự nghiệp ha. Sự nghiệp, nghề nghiệp. Một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Có chuyển vọng. Chuyển vọng, hứa hẹn. Giống như là đầy chuyển vọng, đầy hứa hẹn. Anh ta phải sacrifice, anh ta phải như thế nào đó. Cái sự nghiệp đầy hứa hẹn của anh ta để mà look after là gì con? Look after để chăm sóc cho đứa con gái bị khuyết tật của anh ta. Very good. Đúng rồi con. Look after nó đồng nghĩa với lại từ gì đây con? Take care of. Very good. Right. Take care of là gì con? Có nghĩa là chăm sóc. Đúng rồi. Còn take after. Take after là giống. Đúng rồi đó. Bài hôm qua ha. Rồi. Rồi, vậy thì anh ta như thế nào đó, cái sự nghiệp đầy hứa hẹn của anh ta để mà chăm sóc những đứa con kém mà giống như handicap là bị khuyết tật không ạ? Bị khuyết tật. Bị khuyết tật của anh ấy nha. Rồi, vậy là con sẽ chọn câu nào đó? Cái từ sacrifice. Câu A vâng nhỉ. Rồi, cái từ sacrifice nó có nghĩa là gì đây con? Sacrifice. Cái hy sinh. Đúng rồi, sacrifice là mình phải từ bỏ, mình hy sinh cái gì đó, hay là mình phải stop nó, mình không có làm nữa. Let it go không con? Let it go. Let it go giống như tên bài hát gì con? Thả cho mọi thứ nó đi không? Kiểu như là con không có nắm giữ nó được nha. Cho nó đi. Yeah, đồng nghĩa là give up. Give up con này, give up nha. Give up nó có nghĩa là gì đâu con? Là từ bỏ, có nghĩa là từ bỏ là bỏ cuộc. Không, giống như là từ bỏ là con give up là con không có làm nó nữa nha. Thì nó giống như là cái từ sacrifice đó con. Sacrifice là mình hy sinh cái sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình, có nghĩa là mình sẽ không có làm cái việc đó nữa, mình sẽ không làm cái công việc đó nữa. Để mà mình đã nhìn. Ủa cô, on the way cũng là từ bỏ đi thì nó cũng giống rồi con. Yeah. Rồi cái từ throw away đúng không? Cái từ là throw away. Away. Thì nó có nghĩa là gì con? Con vứt đi. Con ném đi. Ví dụ như là con gọt cái chanh đúng không? Cái con vắt nước xong mà con phải vứt đi cái vỏ. Người ta gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Là bỏ là cái này nè. Là throw away là con ném đi, con vứt đi. Ha. Ví dụ ăn
gọi là mình uống cái ly trà sữa xong rồi mình vứt cái ly nhựa nó vô thùng rác, vậy thì cô sẽ dùng là throw away nha. Throw away mà V2 của nó sẽ là throw away đó không nha. V2, V1 là V2. Con hiểu nha. Rồi. Còn lấy thịt là mình để cho mọi thứ nó đi, nó không có giữ. Buông bỏ nó. Dạ, kiểu vậy, buông bỏ nó. Phật giáo giữ ta. Buông bỏ đi. Rồi. Em không có theo đạo nha cô. Không theo đạo hả? Dùng từ buông bỏ là cô nhớ tới Phật giáo. Rồi. Vậy là con sẽ chọn câu câu C nha. Keep up. Để con hiểu nha. Rồi, mình giải quyết xong phần trách nhiệm ha. Rồi mình qua cái phần này. Cái phần bài đọc. Con nhìn giùm cô câu số 549 với 50 nha. Rồi. Cô mời bạn anh đi. Anh. Rồi, con nhìn giùm cô có thấy câu số 49 quen không anh? Where does your where does your father work? The teacher asked me. Where does your father work? Là ba bạn làm việc ở đâu đúng không? Giáo viên hỏi tôi. Trời, cái câu này là làm bữa hổm luôn nè. Ngay cái phần nhớ là làm ngồi được, nhưng mà lúc đó con làm tự luận. Bây giờ con chuyển sang trắc nghiệm, con chọn coi có coi nó có dễ hơn không nha. Rồi. Thôi cô mời anh, cô đổi ý nè. Cô mời Nhung đi. Nè. Where does your father work? Là ba của bạn làm việc ở đâu? Giáo viên hỏi tôi. Vậy thì Nhung cho cô biết là đây là cái dạng gì đi Nhung. Đây là dạng gì đấy con? Câu gì mà nó có ask nè. Dạ, câu tuần thuật. À, câu tuần thuật đúng rồi con. Nhưng mà câu tuần thuật nó có nhiều dạng, như thì đây là câu tuần thuật dạng gì? Dạ. Ê, phải không? Phải dạng yes no. Hồi nãy dạng yes no là bạn anh nói là có cái if hoặc là có whether. If hoặc là whether thì nó mới là dạng yes no ha. Còn đây là dạng gì đây con? Nó có cái từ where. Ở đâu? Rồi. Vậy thì đây là dạng gì đây con? Nhung nhớ không? Dạ. Cái gì mà WH đó cô? Ok, that's good. Dạng câu hỏi ha. Dạng câu hỏi có từ để hỏi. Dạng câu hỏi có từ để hỏi. Những câu hỏi có từ để hỏi có nghĩa là những câu hỏi bắt đầu bằng WH như là bạn Nhung nói nha. WH. Nè. Chủ từ thứ nhất. Con thuộc công thức không con? S nè. À, cộng như thế đi con. Nè. Chủ từ thứ nhất cộng S cộng với tốt cần. Đúng không? Rồi. Rồi sao nữa con? Chủ từ cộng V lùi thầy. Chưa. Chủ từ thứ nhất rồi S rồi tới tốt từ cộng với gì đây con? Dạ, WS. Đúng rồi. Đó cái từ để hỏi đúng không? WS là cái từ để hỏi nè. Xong rồi tới gì đây con? Cộng với chủ từ số 2 cộng V lùi thầy. Thank you. Rồi. Vậy thì con thuộc công thức là con chọn được rồi đó. Nói chung là con nói được cái công thức thì con sẽ ra đáp án luôn rồi đó. Vậy thì giáo viên hỏi tôi là ba tôi làm việc ở đâu nha. Vậy là con sẽ chọn con nha. Đi được phân nửa đoạn đường rồi đó. Nói được công thức rồi, bây giờ mình chọn thôi nha. Dạ con. Câu nào con? Dạ câu B. Câu B hả? Đúng rồi, chính xác. Giỏi. Bây giờ nè, bây giờ chỉ cần thuộc công thức thôi mới được. Nói chung là cô dọn sẵn cho mấy đứa, bây giờ mấy đứa ăn thôi. Coi là cái chủ từ thứ nhất là con, the teacher nha. Tới chủ tới ask nè, rồi tới tốt từ là me nè. Xong rồi cái từ để hỏi là where. Xong rồi tới gì đây con? Chủ từ số 2 là my father. Xong rồi tới cái động từ đó con lùi thì từ word này đang là V1, con lùi về V2 của nó. Nha. Vậy thì đâu có khó đâu, đúng không Bảo? Đúng không Bảo? Vậy thì con thấy là nó không có khó, nó chỉ là quan trọng là thuộc công thức hay không thôi nha. Rồi, thank you Nhung. That's good. Should
cộng với V0 nó là gì vậy con? Should cộng với lại V0. Should. Anh. Should cộng với động từ nguyên mẫu thì nó có nghĩa là gì đâu anh hả? Anh biết không anh? Hello. Dạ. À. Dạ. Should cộng với V0 là gì đây con? Không biết cô ơi. À, nên làm gì đó con nha. À, nên làm gì đó. Còn chị đây con sẽ chọn câu này đi. You should stay in bed, I said to him. I said to him là tôi nói với anh ta là you should stay in bed là bạn nên nha. Bạn nên ở trên giường đi. Chị đây con sẽ chọn câu này đi. NPC body là mình sẽ xem mấy cái từ này đây, mình sẽ xem mấy từ này nè. Nó khác nhau là mấy cái từ này nè. Đây là diện trùng thuộc con với một cái động từ trùng thuộc ha. Rồi, đây thì con biết nghĩa mấy cái từ này thì con sẽ chọn được câu này thôi. Từ sad là gì đây con? Sad. Sad đó là V2 của lại stay. Là gì vậy anh? Sad là gì đây con? Nói. Ừ. Còn cái từ advice là gì đây con? Advice. Advice. Không biết rồi. Rồi. Là thank you, Quyên. Này Gia Kỳ gánh nha. Rồi, vậy thôi Gia Kỳ giúp bạn nha. Pray là gì đây con? Pray. Sai mấy lần là nhớ rồi. Ai mấy lần? Pray là gì đây con? Pray. Pray là cầu. À, cầu nguyện hả? Cầu nguyện yeah. Ha. Cầu mong cầu nguyện. Đúng rồi, cầu mong cầu nguyện. Hử? Dạ. Advice, sorry. Author là gì đây con? Author. Đặt hàng cái gì? À, đúng rồi. À, ra lệnh luôn. Vậy là bạn nên ở trên giường. Tôi nói với anh ta. Như vậy, vậy thì con sẽ chọn con này. Anh ơi, cô trả lời anh nha. Vậy thì con sẽ chọn là A, B, C, O, D. Bạn nên ở trên giường. Cô B. Cô B khuyên nha. Bạn nên làm cái này, bạn nên làm cái kia là khuyên rồi nha. Thank you, that's good. Bảo ơi, câu số 47 thế con. Câu số 47. You look great in that red skirt, Laura. Cái câu này là khen đúng không Bảo hả? Tại vì bạn khuyên mình nói là bạn trông rất là great, rất là tuyệt vời nha. Tuyệt trong cái skirt là cái gì vậy bạn hả? Skirt là gì đấy con? À, skirt, what is it mean? Hả? Con cũng biết rồi con. À, skirt là cái áo đầm đúng không? Cái đầm nha. Cái đầm đó. Cái váy, sorry, cái váy đó. Cái váy, váy nha. Rồi, vậy thì bạn trông rất là tuyệt. Trong cái váy, váy nhỏ đó. Lâu ra trên đó vậy sao mà cái lâu ra đó thì sao vậy? Câu D. Câu D là thanks, it made one present. Đúng rồi, thanks. Khen mình cảm ơn cái nhá. Xong rồi con mới nói là đây, đó là cái món quà mà mẹ tôi tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi nhá. Ví dụ vậy. Nó dễ vậy đó con. Nhưng mà trong đề thi đại học nó cũng dễ vậy đó. Thì cái câu này nó là câu gì? Nó là câu cho điểm mình mà ha. Cái câu giao tiếp nha. Nhưng mà nó cũng dễ sai. Ví dụ như là câu E con thấy nó cũng hợp lý đó. Ừ, bạn trong có bạn chỉ là bạn trong đẹp thì là đẹp trong cái váy màu đỏ đó. Xong rồi cái bạn Laura mà nói là ừ tôi mua nó ở cái tiệm NEM cũng được, cũng hợp lý. Nhưng mà cái dạng này là con sẽ tìm cái câu mà nó hợp lý nhất ha. Hợp lý nhất thì giống như là người ta cảm ơn người ta khen mình thì mình cảm ơn người ta trước, xong rồi mình nói là ừ cái là quà mẹ tôi tặng tôi, ví dụ vậy, thì nó sẽ hợp lý hơn là cái câu E này tôi mua nó ở cái tiệm này nha. Con nhớ nha. The most suitable response. Có nghĩa là con sẽ chọn cái câu trả lời mà nó phù hợp nhất. Có nghĩa là có nhiều câu nó cũng phù hợp luôn nhưng mà nó chưa có phù hợp nhất mình mới chọn nha. Chọn câu D. Diễm ơi, câu số 48 không? Don't forget to send your parents my regards. Right. Don't forget. Forget là gì đây Diễm hả? Forget. Nó trái nghĩa và là miss.
Miss nhớ không nhỉ? Missing you, miss you. Miss à? À. Vậy don't forget, forget là gì con? Forget. Yeah, bỏ quên. À, quên hả con hả? Quên hả? Vậy thì mình sẽ có cái cấu trúc là don't, let's see, don't forget. Forget to, don't forget nó cộng với lại to với không đó đâu ha. Nó có nghĩa là đừng quên. Đừng quên. Regard. Regard có nghĩa là lời chúc ha. Lời chúc tốt đẹp. Rồi, những lời gọi là những lời chúc tốt đẹp nhất nha. Đừng có quên nha, gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến ba mẹ của bạn nha. Rồi, vậy đây con sẽ chọn con nào đi Diễm. It's my pleasure, you are welcome, thanks, I will. Hay là good idea, thanks. Rồi, nên là đừng có quên gửi lời những lời chúc tốt đẹp của tôi đến ba mẹ bạn nha. Thì Tim đáp lại như thế nào? Dạ, câu C thôi. Đúng rồi con, thanks, cảm ơn nha. Tôi sẽ, will là sẽ, tôi sẽ chuyển lại kiểu kiểu nha. Còn it's my pleasure con, it's my pleasure là gì à? Con biết không? It's my pleasure. À, cô hướng dẫn cho con cái này luôn nha, để con sau này con làm cho nó đúng luôn nha. Rồi. Yên tâm tới khi cô sẽ nhắc lại, nhưng mà bây giờ thi giữa kỳ trước mắt nè nha. Thì nên khi tốt nghiệp cô sẽ ôn lại mấy cái dạng này luôn nha. Trong cảm ơn thì con sẽ trả lời như thế nào, người ta xin lỗi con sẽ trả lời như thế nào, rồi người ta khen con sẽ trả lời như thế nào, như vậy ha. It's my pleasure, nó là niềm vui của tôi, niềm hân hạnh của tôi ha, đó là niềm hân hạnh của tôi. À, ví dụ như là cô giúp bạn Diễm gì đó, xong cái bạn Diễm cảm ơn cô, xong cái cô nói là ok, it's my pleasure, cô giúp con thì cô cũng vui lắm, đó là niềm hân hạnh của cô. Ví dụ vậy thì con phải dùng là đáp lại một lời cảm ơn thế nha. Cái này nó dễ nha con, kiểu như nó không có khó về mặt câu từ, nhưng mà nó khó về mặt làm sao con sử dụng cho nó hợp lý nhất nha. Dùng để đáp lại một lời cảm ơn. Ví dụ như là câu trước đó là thank you for gì đó, cảm ơn về gì đó. Xong rồi cái con sẽ trả lời con này, con sẽ dùng cái con là it's my pleasure ha. Còn you are welcome nó cũng vậy luôn ha. You are welcome là không có chi. Đó, you are welcome. Có chi nó cũng có chi nó cũng đáp lại một lời cảm ơn luôn nha. Rồi, còn that's good idea, thanks. Có nghĩa là cái này là ý kiến hay. Phải, ý kiến hay vậy đó, cảm ơn vậy đó ha. Thì con đáp lại một lời đề xuất. Đáp lại một sự đề nghị nha. Đề nghị hoặc là đề xuất. Ví dụ như là bạn Oanh nói là cô ơi, tiền nào học ớt lại cô cho mình đi ăn đi. Xong rồi, ok, good idea. Ý kiến hay. Vậy là đó là con đáp lại một lời đề nghị đề xuất nha. Vậy là con sẽ chọn câu C là hợp lý nhất rồi. Người ta nói là cảm ơn nha, tôi sẽ, với là tôi sẽ gửi những cái lời chúc tốt đẹp bạn đến ba mẹ của tôi nha. Rồi. Bảo hiểu con này chưa Bảo ơi? 48. Có hiểu chưa? Hiểu. Excellent. Rồi. Giờ đi qua phòng đọc nha. Và chắc cô để cô làm như tụi con ha. Tại vì nó sẽ khó đó. Là tôi hướng dẫn con, cô làm sẵn, cô hướng dẫn cách làm luôn. Nói chung là mấy cái điện khuyết này nè, thường là con sẽ làm sao? Thường Gia Kỳ làm mấy cái điện khuyết này như thế nào nha con? Dạ. Thường những cái phần điện khuyết này con sẽ làm như thế nào? Dạ, chạy tới đâu làm tới đó. Cái nào không biết để sao rồi. Sau khi làm hết rồi quay lại suy nghĩ câu không biết. Cũng được ha. Rồi. Bây giờ cái nào là biết làm trước không? Nhờ bây giờ nha. Để làm được dạng này là con phải nhìn trước nhìn sau. Nói chung là coi nó có cái gì mà nó quen thuộc, nó kiểu như là give thì nó sẽ đi chung với up. Ví dụ như nãy các con là give up là từ bỏ đó. Throw thì sẽ đi chung với away là ném đi vậy đó. Thì con coi là có phải là những cái từ mà nó thường hay đi chung cùng nhau hay không. Nếu mà là những từ đi chung cùng nhau mà quen thuộc cô dạy rồi đó,
thì con sẽ làm dễ, còn nếu không thì con có dịch nghĩa ra thôi nha. Nowadays, và ngày nay, teenagers là những cái thanh thiếu niên, thì have gì đó, more money. Thì những thanh thiếu niên có như thế nào đó, nhiều tiền hơn. Xong rồi cái ở đây nó để là many, nó để là must, nó có là much và a lot. Ok, vậy là con sẽ chọn câu nào đây ra thì con cảm thấy là câu nào nó phù hợp nhất trong trường hợp này đi. Em thấy câu C là phù hợp nhất. À, câu C là phù hợp nhất, tại vì much, nếu mà much more, là gì đây không? Much more? Dạ là nhiều nhưng mà không đếm được. Đúng không? Chính xác. Rồi, dạ. Có nghĩa là cái từ, bây giờ nha, cô có cái từ money. Money, đây là danh từ như thế nào con? Đây là danh từ không đếm được. Không đếm được thì nó sẽ đi chung với lại much là con nè. Vậy thì con nhớ giùm cô là much thì nó sẽ đi chung với danh từ là không đếm được. Còn many thì nó sẽ đi chung với danh từ đếm được nha. Rồi, much nè. Danh từ là không đếm được. Ví dụ những cái động từ như là tóc là con không đếm được. Ai mà đếm tóc đúng không? Nước không đếm được. Rồi kiểu nước là cát ví dụ vậy. Mấy cái đó là danh từ không đếm được con nha. Ví dụ như là hạnh phúc ví dụ vậy đó. Trừu tượng không đếm được cho nên con sẽ dùng much. Còn many thì con sẽ đi chung với danh từ đếm được nha. Không đếm được. Đúng rồi. Được. Ít nha. Còn many thì nó sẽ đi chung với danh từ đếm được. Tốn gì không? Đếm được thì nó luôn luôn ở số. Tốn nhiều. Rồi. Thì much này nó, ở đây là money là danh từ không đếm được. Không nói là một tiền, hai tiền, ba tiền được. Nhưng mà mình nói là một nghìn, hai nghìn, ba nghìn, một đô, hai đô, ba đô được nha. Còn cái từ money là tiền, đó là trừu tượng. Nói chung, danh từ chung chung thì nó không có đếm được. Thì mình sẽ dùng như là much. It's good. Đó là cách làm đó con. Có nghĩa là mình coi trước coi sao nó như thế nào. Thấy gia kỳ, bạn thấy phía sau là có money thì bạn dùng much nha. Rồi, còn nếu mà phía trước phía sau không có dấu hiệu gì cho mình làm thì mình dịch nghĩa là mình làm nha. And let's see. Have much more money là có nhiều tiền hơn. Và expensive possessions. Possession là kiểu như là tài sản không? Tài sản mà có giá trị nha. Như là hơn là their parents ever did, hơn là hồi đó của ba mẹ. Ví dụ như là bây giờ là con xài iPhone đúng không? Bây giờ con xài kiểu như iPhone rồi, iPhone đời cũ không chịu nữa, phải là iPhone 11, 12, 13 ví dụ như vậy nha. Nhưng mà hồi đó con biết là thời ba mẹ của con hoặc là thời của cô nè, nhớ thời của cô đi nha, là tới lớp tới đại học là cô mới có một cái smartphone như cô xài à. Là cũng không có phải như là iPhone gì đó, nó như là một chiếc điện thoại bình thường nhưng mà có lướt kiểu như lướt web được thôi đó, nha. Thì con thấy là bây giờ tụi con kiểu như có nhiều tiền hơn nè và sở hữu những cái expensive possession nha và có những cái tài sản có giá trị hơn là ba mẹ nha. Articles like radios and bicycles, right? Which cost a fortune, gì đó, a decade ago. Kiểu như là những cái radios là con hả, và những cái bicycle, những cái radios là cái là radio luôn là con ha, bicycle là xe đạp nè, những cái đó nè, nó cost là nó cost a fortune là nó rất là có giá trị nha, nó rất là có giá trị. Decades ago, rồi decades ago, vậy thì cái từ decades thì nó có nghĩa là thập kỷ nữa con, thập kỷ. Thập kỷ là bao nhiêu năm vậy Bảo? Thập kỷ là bao nhiêu năm? Decades là nhiều thập kỷ. Thế kỷ là 100 năm. Ủa? Thế kỷ mấy trăm năm rồi con. Còn thập kỷ là bao nhiêu năm? Thập kỷ là 10 năm con hả? À, nhưng là many, sorry, cái gì là decades ago có nghĩa là cái xe đạp hoặc là những cái radio đó, cái mà nó... Đúng không? Hồi đó có xe đạp hoặc là có radio là giàu giàu như lắm đó con. Kiểu như trong một xóm chỉ có một cái tivi hoặc là trong một xóm chỉ có một người có xe đạp thôi. Kiểu như vậy. Rồi, ở đó ai mà có xe đạp là ngầu như lắm. Which cost a fortune là kiểu như là có những cái đó, đó, những cái bicycles này nè. Nó rất là có giá trị. Cái gì đó thập kỷ, cách đây. Câu là cách đây. Cách đây như thế nào là thập kỷ. Thì là con sẽ chọn câu nào đi Bảo không? Nó cho con little, nó cho con a little.
Thế cho con là feel. Thế cho con là a feel. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn con cái này nha. Trước khi con làm. Bây giờ cô có là a feel trước đi. A feel. Nó sẽ đi chung với danh từ là đếm được. Đếm được. Và nó có nghĩa là một, một vài. Một vài hoặc là một ít. Còn feel, nó cũng đi chung với danh từ đếm được. Nhưng mà nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là rất ít. Rất ít. Nói chung là cũng có, nhưng mà rất là ít luôn. Còn a little. A little. Nó đi chung với danh từ là không đếm được. Danh từ không đếm được. Và nó có nghĩa là gì đây con? Và nó có nghĩa là phải là một, một ít, một vài hay một ít. Một vài, một là một, một ít. Còn little. Little, nó đi chung với danh từ gì đây con? Little, nó đi chung với danh từ không đếm được. Nó có nghĩa là rất ít luôn. Rồi, chị thì bảo nhìn đây giùm con nha. Ba công thức này. À, sorry, bốn cái công thức này. Chị thì nó sẽ hướng dẫn cho con cái cách sử dụng là a few, few, a little với lại little. Chị thì con nhớ giùm con hai cái bạn này. Nó sẽ đi chung với danh từ đếm được. Danh từ đếm được nha. Rồi, có ờ đó. Có ờ thì nó có nghĩa là có một vài. Nhưng mà nếu mà không có a, chỉ là few thôi thì nó có nghĩa là rất ít. Vậy thì a few nó có nghĩa là rất, sorry, a few nó có nghĩa là có nè, có một ít, một vài đó. Còn few thì nó có nghĩa là rất ít và hầu như không có luôn. Thì có dùng few ha. Còn nếu mà phía sau đó là danh từ đếm, không đếm được không? Không đếm được. Thì mình sẽ dùng a little hoặc là little. A little thì nó có nghĩa là một vài hoặc là một ít. Còn little thì nó có nghĩa là rất ít và hầu như không có luôn. Vậy thì con nhìn giùm cô cái chỗ này nha. À, phía sau của nó. Đây. Con thấy phía sau của nó là decades. Nó là danh từ thập kỷ. Nó là đếm được hay không đếm được? Thập kỷ. Nhớ đếm được. Đếm được, đúng rồi con. Con nhớ là cái nào đếm được á. Cái nào đếm được thì nó sẽ là số, số nhiều ha. Còn không đếm được nó là số ít. Vậy cô bổ sung thêm cho con nha. Số nhiều. Cái nào đếm được thì nó số nhiều. Ví dụ như cái bàn, cái ghế, con người, quả cam, quả táo thì mấy cái đó đếm được. Đếm được thì con sẽ gọi là nó sẽ chia số nhiều đó. Đếm được thì sẽ là số nhiều. Ở đây là thập kỷ, một thập kỷ, hai thập kỷ, ba thập kỷ đếm được. Ở đây nó có số nhiều luôn. Và nó thêm S là số nhiều nè. Vậy thì con sẽ loại little, little ra. Con chỉ chọn a few hoặc là few thôi nha. Vậy thì con nghĩ là ở đây mình dùng là few hay là mình dùng a few thì nó sẽ phù hợp không? Mình chỉ còn hai cái này thôi. Câu A. Câu A. Câu A là a few đó hả? Dạ. Cũng cái gì câu A? Little mà không? Câu A là little mà. À không, a few hả? Bốn cái công thức cô ghi. À a few hả? A few. Rồi. À ok, a few đó hả? Có nghĩa là rất rất ít. Sorry, một ít. Có là một vài đấy không? Một ít, một vài thập kỷ. Có nghĩa là như thế nào? Nó là câu trả lời được chính xác rồi. Cái xe đạp hoặc là cái radio đó, cái đó nó rất là có giá trị một vài thập kỷ trước đây, cách đây một vài thập kỷ nha. Rồi thứ nhất là decades là danh từ đếm được số, đếm được số nhiều, cho nên là cô sẽ dùng là a few hoặc là few. Few thì nó có là rất ít, mình nói là rất ít thập kỷ trước đây, mà mình phải nói là một vài thập kỷ trước đây, cho nên là bạn sẽ chọn là a few là chính xác rồi nha. Thì con thấy là phải dựa vào danh từ phía sau hoặc là nhiều khi mình phải dựa vào phía trước nữa nha, để mình làm được mấy cái phần này. Rồi tiếp theo. Are now mass produced and cheap. Có nghĩa là bây giờ thì nó được sản xuất hàng loạt và bây giờ nó rẻ rồi nha. An item that nobody even dreamed of possessing 20 years ago, such as mobile phones and computers, are now in common places. Có nghĩa là
và những cái vật dụng mà nobody, là không một ai mơ về, có là không một ai có thể tưởng tượng được là có thể sở hữu đó, cách đây 20 năm đó, thì bây giờ nó như thế nào không? Như là điện thoại hoặc là computers nè, thì bây giờ nó như thế nào không? Nó rất là phổ biến rồi. Nó sắp đổ rồi. Cái gì không? Dạ không, em là cái này đây là ở khắp mọi nơi. À, khắp mọi nơi đúng không? Phổ biến nha, phổ biến khắp mọi nơi nha. Teenagers là những cái thanh thiếu niên thì are definitely better off financially. Kiểu như là có thể là tự lập về financially, tự lập về tài chính nha. Gì đó, life is not easy for them. Cái gì đó, cuộc sống thì không có dễ dàng đối với họ. Đây là con sẽ sử dụng một cái từ nói, bây giờ con hướng dẫn con từ nói nha. Y chang như con chúc thi để thi đại học luôn đó. Y chang con chúc thi để thi đại học luôn. Nó sẽ có từ nói, nó sẽ có little, ở little nó sẽ có many. Rồi nó sẽ có từ gọi là nghĩa, mà con phải dịch nghĩa cũng làm được nữa. Y chang như con chúc thi đại học luôn. Rồi, vậy thì nó có despite, nó có inspire, nó sẽ có however và nó sẽ có là even though. À, vậy thì mấy cái này là gì đây con? Despite hoặc là in spite of. Mặc dù này, còn cái từ endow nó cũng có nghĩa là mặc dù luôn. Endow mặc dù luôn. Even as we, however là gì đây con? Con biết không? However. Tuy nhiên. Đúng rồi, tuy nhiên. À, mình còn từ nào nữa ta? Inspire, however. À, rồi, xong rồi, đủ bốn từ rồi. À, vậy thì bây giờ con sẽ chọn con này nha. Nói chung là bây giờ nha, bây giờ có tất cả mọi thứ luôn. Rồi, teenager thì cũng là kiểu như cũng khá là tự lập về mặt tài chính nha. Life is not easy for them. Cuộc sống thì nó không có dễ dàng đối với họ. Đó, phía trước nó nói về những cái thuận lợi đúng không? Bây giờ có cái này, cái kia, máy tính, rồi điện thoại di động, cái kiểu ha. Cái câu tiếp theo nói là life is not easy for them. Cuộc sống thì nó không có tốt, cho nên không có dễ dàng đối với họ lắm. Vậy thì con nghĩ là con sẽ dùng cái từ nào đâu? Con sẽ dùng là even though, rồi con sẽ dùng là however, hay là con sẽ sử dụng là inspire hoặc là despite. Dạ however. Đúng rồi con, tuy nhiên nha. Có là tuy nhiên thì cuộc sống nó sẽ không có phù hợp. Và sau đây nó không có dễ dàng đối với họ. Cái chú nó nói về những cái điểm tốt đúng không? Cái câu sau nó nói về những cái gọi là cái điều mà ngược lại nha. Cuộc sống thì nó không có dễ dàng đối với họ. Tuy nhiên nha. Cho nên là con sẽ dùng however chính xác rồi. Good. There is much more to worry about than there was in the past. Đó, có nghĩa là sẽ có nhiều thứ để mà con lo lắng. Lo lắng về cuộc sống đó, hơn là trong quá khứ nè. Jobs are not a secure. À, rồi. Cái từ secure này nè, nó có nghĩa là đảm bảo không? An toàn. Đảm bảo còn an toàn. Rồi. Rồi, vậy thì con sẽ chọn câu nào đây nha. Cái này là con muốn chọn được là like, là is, là best hoặc là when, thì con phải biết thêm cái cấu trúc này nữa. Đó là so sánh thôi. Nhiễm ngủ hay gì? Có ngủ không con? Đây có. Cộng tính từ cộng S là nhiễm nha. Là kiểu so sánh bằng đó con. So sánh bằng là bằng. Có ví dụ đó là nhiễm thì để bằng chị. Hai chim đặt để bằng nhau. Ví dụ vậy nha. Thì con sẽ dùng so sánh bằng. Thì con sẽ nói là nhiễm. Is beautiful as her sister. Nhiễm thì đẹp như là chị vậy đó. Nha. Vậy thì con sẽ sử dụng so sánh bằng. Ở đây con có is là gì? Is secure là đảm bảo, còn an toàn thì nó là tính từ. Vậy thì phía sau con phải dùng gì để nhiễm hả? Như là cấu trúc so sánh bằng. Yeah, is. Ừ, is đúng rồi. Là câu B nha. Đó, vậy là buộc thêm mình phải biết thêm tiết công thức nữa. Số công thức nhất định nữa. Nha. Giải đề từ đây tới đó là when, giải đề từ đây tới đó là biết however, rồi biết even though, biết despite, biết so sánh hơn luôn, so sánh bằng, ví dụ vậy nha. Nên anh cứ yên tâm đi, con cứ cô dạy tới đâu con nắm được tới đó, rồi cô quên thì cô nhắc lại nha. Nhưng mà nhớ chép bài, để chép bài để coi lại. Vậy thì nó nói là jobs are not a secure
is có là job, những cái công việc thì không có, không có được đảm bảo như là trong quá khứ nè. Bây giờ mình có thể là mình bị thất nghiệp bất kỳ lúc nào đúng không? Teenagers can no longer be confident. Teenagers, những thanh thiếu niên không thể nào có thể được confident, là tự tin không ha? Không thể nào tự tin nào. The world will only be đó, and free of pollution. Đó là cái the world là thế giới thì sẽ luôn luôn như thế nào đó và sẽ không có sự ô nhiễm ha. Thì ở đây con câu số 46 mới cho con cái từ là nó cho con là cái từ peace, cái từ là peacefully, cái từ là peaceful và peace đó. Vậy thì ở đây con thấy là cái từ be này nè, đó là động từ gì đây vậy Nhung ơi? Be là động từ gì không? Be động từ to be nè con, đúng không Nhung? Động từ to be nó sẽ đi chung với từ loại gì đây Nhung hỏi? Động từ to be nó sẽ đi chung với, bây giờ cô gợi ý nha, bây giờ động từ to be nó sẽ đi chung với tính từ hay là trạng từ? Dạ tính từ. Động từ to be nó sẽ đi chung với tính từ, còn động từ thường thì nó sẽ đi chung với trạng từ nha. Vậy thì động từ to be ở đây là be, con thấy là động từ to be, vậy thì con sẽ tìm tính từ trong mấy cái này đó. Vậy là liên quan tới từ loại nữa. Vậy là tính từ là nào vậy Nhung hả? Con chọn dạ, con nghĩ qua. Qua hả con? Thì sao? Chứ rồi, thì sẽ là danh từ bắt đầu con. Nó có là sự, sự yên bình, sự hòa bình nha. Sự hòa bình. À, hòa bình. Là sự yên bình. Dạ. Còn tính từ là gì đây con? Tính từ nó sẽ là peaceful. Peaceful là tính từ. Nó có nghĩa là yên bình, hòa bình. Yên bình. Hòa bình. Ok. Rồi, vậy thì ở đây là bạn Dung mày nói với cô là be nó sẽ đi chung với tính từ đúng không? Vậy là tính từ thì cô sẽ dùng từ peaceful là không? Tại vì cái góc full là góc tính từ nha. Thì làm dần dần thì con sẽ biết là cái nào là danh từ, cái nào là tính từ đây. Góc full là góc tính từ. Còn nha, còn cái góc ly là góc gì đây nhưng mà Dung nhớ không? Ví dụ cô có là peacefully này con. Góc ly là góc gì con? Dạ con không nhớ. Gia Kỳ biết không? Peacefully. Đúng rồi con. Một cách yên bình. Con nhớ giùm cô nha. Cái góc ly nè, đó là góc góc trạng từ. Thì một cái câu đó mình sẽ xác định coi là mình điền danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ thì mình sẽ điền được không nha. Ở đây be thì sẽ đi chung với tính từ cho nên là con sẽ chọn câu C là peaceful nha. Đó là một cái bài đọc đó con. Nó liên quan về mặt ngữ pháp, nó liên quan về mặt cấu trúc nhiều hơn nha. Còn con sẽ đi qua cái phần này là cái phần bài đọc á, là con thấy nó sẽ liên quan tới lại về mặt câu chữ nhiều hơn, về mặt từ ngữ nhiều hơn nha. Rồi bây giờ nha, cô phân ra mình làm cho nó nhanh nha. Rồi bây giờ câu số 25 đi. 25 em là cái câu 25, 26 27 28 29 30 đúng không? 31, 32. 32 làm rồi. Thì là 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 là 7 câu đúng không? Chị Gia Kỳ làm giùm cô câu số 21 nha. À sorry, 25, 26. Xong rồi tới bạn Anh nha. Anh làm giùm cô câu số 27. À, Diễm làm giùm cô câu số 28. À, Bảo làm giùm cô câu số 29. Rồi. Nhung, Nhung làm giùm cô câu số 30. Còn 31 thì cô chờ mình sửa chung nha. Rồi, có ai chưa được phân không ta? Đủ rồi đúng không? Dạ. À, con chụp lại cái bài đọc nha. Con chụp mấy người lấy cái bài đọc. Cô đi góc cái nước chút xíu nha. À, dạ, bài đọc nha. Còn câu hỏi không? Câu kế cái bài đọc cho nó xuống chút cho tôi. Tại vì tự cái trang của trang nó kìa rồi. Con nói gì vậy Kỳ? Cô nghe con ơi. Cô không nghe rõ lắm. Em nói là cô kế cái bài đọc xuống chút. Tại hồi nãy em chụp mà cái cam của cô nó chưa hết cái bài đọc đó. À. Em nhớ không? Dạ rồi. Dạ. Ừ. Rồi, con kéo cái câu hỏi nha. Ủa? Chết rồi. Ủa?
God. Ê, bộ của cô nó bị gì nữa? Nghi đứa ơi, khoan khoan con đợi cô xíu nha. Cô vào liền nha. Cô lưu lại. Nó bị giống hôm qua. Dạ, bây giờ để cô xem. Bảo ơi, Bảo làm cô con làm host cùng cô nha. Để cô ra và cô vào liền. Cô vô liền nha.